Chúng ta tiếp tục sang phần tiếp theo, đó là phần đốt cháy amin. Thì như thầy đã nói với các em, ở các cái hợp chất hữu cơ khác khi mà chúng ta nghiên cứu mà nó chứa CSO thì chúng ta chỉ cần nhớ cho thầy cái công thức, đó là đây thầy viết lại nhé, các hợp chất chứa CSO này, chứa CH và O, thì chúng ta chỉ cần nhớ công thức là NCO2 này trừ N nước thì bằng K trừ 1 nhân với NX. NX là số mol hỗn hợp. Thế trong cái hợp chất amin của chúng ta thì nó lại có li tơ ở đây. Đấy, thế thì khi mà gặp cái hợp chất amin như thế này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì nó có hơi khác một chút, cho nên là thầy sẽ nói kỹ hơn nhá, để so với các hợp chất hữu cơ mà chỉ chứa CSO thôi. Thì để mà xử lý được nhanh các bài toán về đốt cháy amin thì chúng ta phải xem xét cái công thức của nó như thế nào đó, cách thành lập. Thì như ở bài giảng trước ấy, thầy đã nói với các em rồi, amin của chúng ta nó được hình thành do sự thay thế hydro trong NH3 bằng gốc hydro carbon. Hay chúng ta có thể hiểu rằng đó là chúng ta có thể hiểu bằng cách là nó lấy hydro trong ancan. Thầy lấy ví dụ là aminon mạch hở. Chúng ta sẽ lấy từ cái thằng ancan CnH2n cộng 2 này. Đấy. Bây giờ ta cắt đi một thằng hydro ở trong ancan. Cắt đi một thằng hydro xong ta đấu vào đây một NH2 nhá, được chưa? Thì nó sẽ biến thành là Cn này, H2n này, đây là cộng 2 này. Ta cấu đi một thì còn một thôi. Đây là gốc hydro carbon. Bây giờ ta dính vào đây cái NH2 vào. Đó, dính vào NH2. Như vậy thì rõ ràng khi mà biến từ ancan sang amino thì thằng này nó được lợi thêm một, mất đi một nhưng mà được thêm hai, mất một nhưng được hai, được chưa? Như vậy thì cái ancan của chúng ta, cái thằng amin nó sẽ được thừa ra một hydro. Hay nói một cách khác, khi mà các em giải bài toán đốt cháy amin thì chúng ta tư duy như sau này. Amin này hoàn toàn có thể coi như là ancan mà cộng với LH. Đấy là những cái hợp chất no nhá. Có thể xem như đó là ancan này. Dính vào đây. Dính vào đây với NH. Đấy, bởi vì thực tế ra những cái bài toán đốt cháy thì cái thằng C này cuối cùng nó sẽ chạy vào trong CO2. Hydro thì chạy vào nước, nitơ thì bay lên. Cho nên việc chúng ta hoàn toàn có thể tách các thể loại, các em thích tách ra thành như thế nào thì tách cũng được, bởi vì cuối cùng nó vẫn chạy vào như vậy hết. Nó vẫn chạy tất vào trong CO2, trong nước hết, được chưa? Cho nên các em thích tách thế nào thì tách. Đây là hợp chất no nhé. Thế còn nếu như nó không no thì các em có thể coi như nó là anken hoặc là ankin, nối thêm NH vào đây, được chưa? Đấy. Thứ hai nữa, nếu như nó là đa chức, thằng này mà là đa chức thì các em có thể gắn lại chữ N vào đây, được chưa? Tóm lại là cứ mất có bao nhiêu liter, nhìn này, có bao nhiêu liter thì chúng ta sẽ được lợi bấy nhiêu hydro. Cái cách tư duy này lát nữa chúng ta áp vào bài tập sẽ có nhiều những bài tập tổng hợp chúng ta làm nó tương đối nhanh. Còn nếu như các em quy về công thức tổng quát hay quy thức chung của nó thì sẽ làm rất mất thời gian. Lát nữa thầy sẽ đưa ra các ví dụ. Thế thì ở đây ta viết lại một chút. Như vậy thì cái công thức của thằng amin này chúng ta có thể viết thành là no đơn chức thì chúng ta viết thành là CN H2N cộng 13 nitơ, được chưa? Đó. Thì nếu như mà chúng ta nó có một pi thì các em có thể cắt đi hai hydro ở đây thì sẽ thêm là một pi, được chưa? Đó. Tiếp tục chúng ta tư duy hơn một chút để chúng ta xử lý xem nếu như các bạn nào mà muốn dùng cái công thức này thì cũng được. Ở đây thầy cho luôn một công thức nữa nhé. Nếu như mà dùng công thức tổng quát về đốt cháy amin thì ta sẽ có công thức là NCO2 này, trừ đi N nước sẽ bằng này, vẫn là K trừ 1 nhưng đây là phải trừ nitơ chia 2 nhân với lại NX. Thì nhớ cho thầy nhá, cái nitơ mà thầy ký hiệu là gạch ngang như thế này ấy, thì nó là số nitơ. Ví dụ như thằng này đơn trước này thì thằng N ngang này bằng 1. Nếu như thằng này đa chức, hai chức thì thằng N ngang này bằng 2. Cái công thức này thực ra nó vẫn đúng với này hydro carbon. Bởi vì nếu như hydro carbon là thằng này bằng 0 đúng không? Bằng 0 thì nó chỉ còn lại thành là K trừ 1 nên là x thôi. Đấy thì nó vẫn đúng. Được chưa? Nhưng mà theo thầy nghĩ thì khi mà đi giải bài toán về đốt cháy thì các em nên tư duy theo cái nối này.
chẳng qua nó là hydrocarbon cộng thêm NH thôi nha. Nó là hydrocarbon cộng thêm NH, bởi vì cái bài toán đốt cháy hydrocarbon nó rất là đơn giản. Bây giờ ta tư duy thêm một chút nữa thôi, ta gắn thêm một cái NH vào đây nữa, thế là nó sẽ là ok, không có vấn đề gì cả. À, chú ý đây một chút nữa này. Ở đây các em phải nhớ này, nếu như mà đây tiện thì thầy nhắc luôn nhá, tất cả các hợp chất đơn chức của chúng ta, nếu mà đơn chức, một số bạn hay hỏi đơn chức thì tức là nó có một nhóm chức, thì ta suy ra được ngay cái NX nó sẽ bằng là N chức đấy. Cái này rất quan trọng trong rất nhiều bài toán về ancol này, về aldehyde này, về axit hoặc là ester, giờ đến amin nó đều áp dụng cả. Các em cần phải hết sức linh hoạt cái chỗ này. Đây, tại sao như vậy? Thầy ví dụ ở đây nhé. Ví dụ chúng ta có một những cái hợp chất như là ROH chẳng hạn. Được chưa? ROH đây cũng là đơn chức. Thì rõ ràng là nó có một O, một OH hoặc là một O thì nó sẽ bằng số mol của thằng này. Cả số mol này là một mà. Đây nhá, thầy sẽ lấy ví dụ lại một số bạn không hiểu. Ta cho số mol này bằng 1 thì rõ ràng oxy cũng là 1 và OH cũng là 1. Đấy, được chưa? Như là số mol trong nhiều bài tính toán về đốt cháy chúng ta suy được số mol của oxy. Như ví dụ như ancol này chẳng hạn thì ta suy được ngay số mol đó chính là số mol của hỗn hợp ancol nếu đơn chức. Đấy, được chưa? Tương tự như vậy, cái thằng RCSO này cũng thế này. Hoặc là RCOOH này cũng thế này. Để chú ý nhá, với thằng RCOH ở đây thầy nhắc lại thôi, là nó có hai oxy, nhưng nếu như các em tính được oxy ở trong thằng axit này thì nó chia đôi ra thì sẽ được là số mol của axit. Về sang cái amin của chúng ta cũng vậy, nó là RNH2, thầy ví dụ là amin bậc 1 thì rõ ràng nó có 1 nitơ thì số mol nitơ sẽ bằng số mol của hỗn hợp X. Đấy, cái này hết sức chú ý nhá. Trong nhiều bài toán thì người ta có thể cho chúng ta số mol nitơ ngay khi mà đốt cháy, bởi vì tất cả những cái bọn amin này khi mà đốt cháy lên nó sẽ tạo thành nitơ phân tử nhá. Nitơ phân tử khí nitơ này. Nên cho nên ấy, số mol của thằng nếu như amin đơn chức thì sẽ bằng số mol thằng amin phân tử lên các em nhân với 2. Rồi, được chưa? Đấy là cái thứ nhất. Nói về số mol. Tiếp theo nữa, trong cái phần đốt cháy này thì chúng ta phải triệt để tận dụng cái bảo toàn nguyên tố. Bảo toàn nguyên tố. Với lại quá trình di chuyển nguyên tố làm sao để chúng ta tư duy được một cách nó đơn giản hơn. Đây, ví dụ thằng này. Được chưa? Đây, thầy ví dụ luôn nhé. À, ví dụ như một thằng amin chẳng hạn, cái hỗn hợp amin. Hỗn hợp amin. Thằng này đơn chức no. Đơn chức này. No này. Được chưa? Rồi, ok. Khi mà nó cháy lên, thằng này cháy thì chúng ta thu được CO2 này. À, A này, nước là B này, và cái khí nitơ này người ta cho là C chẳng hạn. Đấy, thế bây giờ đây nhớ nhá, hỗn hợp amin đơn chức no này rất nhiều amin, chưa biết bao nhiêu. Nhưng mà có thể ngay lập tức các em có thể làm thiết lập một cái mối liên hệ giữa ABC được không? Đây, ngay lập tức chúng ta có thiết lập được nhá. Đây, thầy sẽ ví dụ như sau này. Ở đây chúng ta sẽ tư duy từ cái đốt cháy ancan mà ra thôi. Từ đốt cháy ancan mà ra nha. Ancan mà đốt cháy thì ta sẽ có là cái thằng B ấy, nước này thì sẽ bằng là CO2 cộng với NX, đúng không? Thì sẽ bằng là A này. NX của chúng ta thì ta sẽ tính thông qua thằng nitơ. Đây, nitơ của chúng ta là 2C đúng không? Thì số mol NX cũng là 2C cộng 2C. Được chưa? Cộng 2C. Rồi. Tiếp theo chú ý này, vì là nitơ của chúng ta là thằng nitơ nguyên tử là 2C, thế cho nên nhìn vào đây nó sẽ được lợi là 2H. Cho nên nước nó sinh ra nữa nó sẽ phải là C nữa. Nên công thức của chúng ta sẽ là B sẽ bằng là cộng với 3C. Được chưa? Đấy, đây là thầy ví dụ thôi. Để chúng ta tư duy. Đấy, đây thầy nói lại nhá. Thằng nước này, cái phần này là cái phần của thằng ancan. Đây là CO2 cộng với số mol X, CO2 cộng NX. Thế còn cái C này là chúng ta tư duy bằng cách là nó được bù bởi cái thằng NH này. Đấy, thầy nhắc rồi, được chưa? Nên nhiều khi trong các sách thầy viết thì bột một phát thầy viết thế này. AB bằng A cộng 2C cộng C này. Thì cái hiểu là như vậy, nhưng mà có thể là
một số bạn sẽ không hiểu kịp hoặc là chúng ta chưa hình dung ra, cho nên nghĩ là viết tắt, nghĩ là thầy viết kết quả cuối cùng vào, không phải. Nếu chúng ta hiểu trong một cái hướng khác ấy, thì hoàn toàn các em có thể lập ngay được cái phương trình rất là có lợi trong quá trình giải toán. Đó, thì đây là một số những cái đặc điểm chú ý khi mà các em cần cần phải nhớ để chúng ta giải bài toán của đốt cháy amin. Thế còn vài tập ví dụ của nó thì các em xem các ví dụ từ ví dụ 10 đến ví dụ 15, 16 thì đó nha.